Hello, what's up tất cả các bạn, thì xin chào các bạn đến với channel của mình là Steven Phạm. Thì rất vui được gặp các bạn ở channel mới này. Thì mình hôm nay mình sẽ review cho bạn một đôi, đó là Air Jordan 1, là một số đôi giày mình rất là yêu thích từ xưa đến giờ. Kênh của mình chủ yếu là review về Jordan. Thì đây, hôm nay mình sẽ review cho bạn một đôi, đố các bạn biết là gì. Thì trên tay mình đây là một đôi Air Jordan 1 Fragment, thì mình mới lấy về. Thì ở đây mình có đôi này là size 10.5. Thì với cái phối màu của cái hộp đựng là vẫn là cái màu đen và nổi bật lên ở trên cái này là cái dấu line ski smooth và chữ line màu đen đỏ đây. Cho bạn nào chưa thấy thì đây. Thì về phần đôi fragment này, mình có cái đôi này trên tay đây là một size 10.5 cho các bạn nào nhìn rõ đây thì đây. Thì ok, bắt đầu vào phần chi tiết về phần đầu tiên. Thì những bạn nào chơi Jordan thì có thể gửi thấy cái mùi keo của đôi này đúng không? Rất là đã. Thì về phần đôi Air Jordan 1 Fragment này thì mình cảm thấy cái đôi này nó khá giống cái đôi roi dầu thâu. Các bạn nào biết roi dầu thâu thì có thể comment cho mình xem vì sao cái đôi này nó có sự resell quá là mắc như vậy nha, 7-8.000 đô đó. Thì ok, mình sẽ review chi tiết về đôi này. Về tổng quan của mình về đôi Air Jordan 1 Fragment này thì nó là một màu xanh, trắng và đen, là ba màu kết hợp cũng giống như cái đôi cho dù thâu, nhưng mà đây là bản và cái xét đầy thì nó khá là đắt hơn so với đôi cho dù thâu. Thì đôi này có thể mua được chắc mình nghĩ là tầm 20 đôi cho dù thâu. Thì cái phần keo mới đây của đôi này thì nó khá là thường các bạn, đúng là giày xịn. Về phần dấu sờn hút của đôi này thì mình nghĩ là nó kiểu ở cái dấu sờn hút đây, cái ánh kim tuyến đây nó khá là kiểu, không biết các bạn có xem được không, nhưng mà mình cầm bên ngoài thì cái một số cái ánh kim tuyến này nó khá là rõ. Cũng như về phần mông đôi giày của con Fragment này thì nó là một cái màu xanh dương đậm, thì đó là một cái màu xanh dương đậm của đôi giày. Và dấu Fragment được dập nổi ở đây, mình nghĩ là dập nổi, và hai cái tiếng sét đây là một cái đặc trưng của thương hiệu Fragment rồi. Thì về phần cái đôi giày này phần trước bên trái đây thì được trang bị một cái nữa là cái cọng extra lay màu xanh cho các bạn có thể tháo ra và thay thế bằng cái cọng màu xanh này với cái dây OG nó đã được gắn sẵn rồi ha. Thì để mình xem cái lót giày của đôi này có gì đặc biệt mà nó lại có giá trị resell cao đến như vậy ha. Thì về cái phần lót của đôi giày đây là cái lót bên trong của nó đây, cũng là một cái lót bình thường như bao cái đôi Jordan khác thôi. Ở đây có ghi là 10.5 đến 12 là một cái size của đôi giày, là cái lót chung sử dụng từ size 10.5 đến size 12 đó các bạn. Thì về cái lưỡi gà của đôi Air Jordan 1 này thì nó là một cái lưỡi gà màu đen ở đây với lại một cái phần chữ line E ở cái phần lưỡi gà đây màu xanh làm nổi bật lên thôi. Thì về cái đôi giày này được trang bị một cái đế màu xanh lướt màu xanh dương đây cùng với màu của cái phần má đít của đôi giày đây, thì nó khá là đẹp ha. Thì về phần tổng quan của đôi giày là như thế. Và một cái nữa rất là đặc biệt của đôi Fragment này chắc là ai cũng biết rồi, thì về cái phần bên trong của cái lót giày là một cái sấm sét đây, một cái sấm sét cho bạn nào không nhìn rõ thì đây là một cái sấm sét của đôi giày. Thì để mình có thể tháo qua cái này cho các bạn xem rõ hơn nào. Đây, thì về cái phần lót giày nó sẽ như này nhé các bạn, một cái phần lót giày nó sẽ đây, dấu Fragment đá đồng tiền bát gạo mà cái giá trị resell anh em phải bỏ ra từ 5-6.000 đô này. Và một cái đặc điểm duy nhất để mình nhận biết cái đôi giày này là real hay là không real, thì real hay fake đó, thì là một cái phần đây, cái phần keo ở giữa sau cái phần lót giày đây nó được kiểu nó chéo 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 khi mà các bạn nhận biết hay là check cái đôi Jordan của mình có là au hay là fake. Thì mình đã căn cứ vào cái keo của con này khá là nhiều, thì mình có nhờ một số người check qua, đó là anh Phát, bởi vì anh Phát cũng nhắn với mình là anh Phát không biết check cái đôi này bởi vì quá là ít người cầm cái đôi Jordan 1 Fragment này trên tay,
mà mình có sở cơ hội sở hữu thì ok, nó là một cái niềm vui của mình. Thì mình đã check qua một số app như là cái Legit Check, thì mình sẽ để trên đây cái ảnh của đôi này đã được check là bên Legit app, người ta kêu là Legit đúng không? Và một cái group nữa đó chính là Seeker Communication của anh Pháp, là một số anh em đã check con này cho mình là review, thì mình đã rất là yên tâm rồi. Thì hôm nay clip của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Nếu anh em thấy hay thì có thể cho mình một chia sẻ, một like và một subscribe ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Mình là Steve Việt Phạm, chuyên từ review Seeker.